Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cả làm nhận được 0,8 đồng token Roll Chai. Một số thông tin về đồng token này: số tổng vốn phát hành là 1.800.000 nhé. Đã có 14 tài khoản holder và đã phát sinh 28 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.com.net. Nên truy cập website của mình để phần thưởng với tạo video nhé. Sau khi các bạn được website thì các bạn làm cho 2 bước trước trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ xác con sắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con sắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví bên mặt hoặc cái chút đôi lắp của các bạn. Các bạn dán nó vào nhé. Rồi ký hiệu token ZONT, số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được thì tất cần vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net vừa nãy mở đó. Sau đó các bạn tìm cái bước 2 này, lên giúp gọi lên nhé, tất cả lên giúp gọi để nhận cái tất cần. Các bạn nhấp vào nhận này, đây nhận tất cần đây. Sau đó các bạn nhấp vào đây cho mình yêu cầu ăn là tóc thì nó sẽ kéo sang phần bên dưới này. Chương trình ăn đào góc nó sẽ kết thúc vào 142 ngày nữa. Ở đây các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0,1 BNB mua trước cái đồng này để có thể ít nhiều đồng tài khoản nhé. Ở đây các bạn cần đào góc bạn nhấp vào đây. Nó yêu cầu kết nối với ví như tài bạc hoặc ví chưa đất của các bạn, các bạn nhấp theo và nhấp thêm các cần. Như được, chưa được thôi. Mình sẽ phần làm lại. Có lỗi khi ra thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.net nhé, để cập nhật những dự án lãi phí phần thưởng token mới nhất chuyên về mạng Binance Blockchain nhé. Ngoài ra bạn có thể vào đây đăng ký sàn giao dịch Binance lần để hưởng ít nhất 10% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, mình sẽ quay lại các vấn đề cần làm thử lại hơn nữa này. Rồi, khi ra là 0.000605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn lưu ý các cột underdog và đặc biệt sắp kết thúc luôn. Đây là những cái dự án nó sẽ có những ngày kết thúc gần nhất nha. Các bạn vào đây để cả làm, nếu các bạn chưa tham gia thì hãy vào đây để tham gia nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm để nhận 0,8 đồng token drop. Rồi, video xin được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé.